Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2016, lễ thánh Matthew tông đồ lễ kính. Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Epheso. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã đảnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an, hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Nhưng mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tùy theo lượng Đức Kitô ban cho, và chính Người đã ban cho kẻ làm tông đồ, người làm tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng tin mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn bị, hầu chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi mọi người chúng ta hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc của Đức Kitô viên mãn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tiếng chuông đã vang cùng trái đất, trời xanh tường thuộc vinh quang Thiên Chúa. Thánh không kể ra sự nghiệp của Người, ngày này nhắc nhở cho ngày khác, đêm này truyền tông cho đêm kia. Tiếng chuông đã vang cùng trái đất. Đây không phải lời, cũng không phải tiếng, mà âm thanh chung không thể lọt tai. Nhưng tiếng chuông đã vang cùng trái đất, và lời chuông truyền ra khắp cõi địa cầu. Tiếng chuông đã vang cùng trái đất. Alleluia, Alleluia, chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa. Chúng con tuyên xưng Chúa là Chúa Tể, lạy Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ ca ngợi Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu đang trên đường tìm kiếm và kêu gọi từng người sống đời thánh thiện đạo đức. Ta hãy có thái độ sẵn sàng và mau mắn đáp lại lời kêu mời ấy. Cầu nguyện là Chúa Giêsu, ơn gọi của Thánh Matthew là một ơn gọi riêng tư giữa cảnh chợ đời, giữa bao huyên náo của xã hội. Chúa đã kêu mời chỉ mình Ngài mà thôi. Chúa đã nhìn thấy và quý trọng tâm hồn Thánh Matthew, cho dù bề ngoài Ngài chỉ là một kẻ bị xã hội loại trừ. Ơn gọi của Thánh Matthew cũng là ơn gọi của con hôm nay. Chúa đang kêu mời con đi theo Chúa, sống với Chúa, thực hiện những điều Chúa truyền dạy. Lạy Chúa, khi được Chúa kêu mời, Thánh Matthew đã lập tức đứng dậy đi theo Chúa. Ngài đã bỏ lại sau lưng một quá khứ không mấy tốt đẹp để khởi đầu một cuộc đời mới với Chúa. Ngài không mặc cảm tội lỗi, nhưng một niềm tin tưởng vào lòng Chúa yêu thương. Xin Chúa giúp con biết can đảm dứt khoát với những thói hư tật xấu của con. Xin giúp con dứt khoát sống tốt hơn bằng cách làm những việc lành, bằng cách
siêng năng gặp gỡ Chúa trong những giờ kinh nguyện và đến với Chúa nơi mọi người anh em. Và dù cuộc đời quá khứ của con vương màu đen tối, Chúa cũng sẽ làm cho tâm hồn con trong sáng và mới mẻ hoàn toàn. Con chỉ xin được sẵn sàng và mau mắn đứng dậy bước theo Chúa. Xin Chúa thương ban ơn, để con không mặc cảm tội lỗi, nhưng luôn tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Lạy Chúa, vì yêu thương con, Chúa đã lên đường đến với con. Chúa đang đi tìm và kêu gọi con đi theo Chúa. Xin cho con trung thành bước theo Chúa. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Vị thánh là ai? Ngày kia, em bé được theo mẹ đi chợ. Từ nhà đến chợ, hai người phải đi qua một thánh đường nguy nga to lớn. Em bé ngước mắt nhìn thánh đường, chợt em giơ tay chỉ cho mẹ và nói: "Mẹ xem kìa! Những cửa kính màu bị đóng đầy bụi, xem thật dơ bẩn và không đẹp tí nào." Và mẹ không nói không rằng về nhận xét của con, nhưng tiếp tục nắm lấy tay em dẫn tiến vào bên trong nhà thờ. Tại đây, những cửa kính bên ngoài xem ra dơ bẩn xấu xí là trở nên sáng chói và rực rỡ, nhiều màu sắc lộng lẫy. Em bé ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn những cửa kính màu diễn tả những hình ảnh đẹp mắt. Bỗng mắt em dừng lại ở cửa kính sau bàn thờ, diễn tả hình của bốn thánh sử viết phúc âm. Trong lúc mặt trời đang chiếu rọi qua, em bé hỏi mẹ đó là những thánh nào và được mẹ giải thích vắn tắt về từng vị thánh. Vài ngày sau, trong một lớp giáo lý, tình cờ giáo viên lý viên hỏi các em: "Này, trong các em có ai trả lời được một vị thánh là ai?" Trước một câu hỏi có vẻ không có ý nghĩa, cả lớp giáo lý thinh lặng, chỉ có em bé được mẹ dẫn vào bên trong nhà thờ để nhìn ngắm các cửa kính, giơ tay xin trả lời. Em nói, vị thánh là một người để cho ánh sáng mặt trời chiếu thấu qua. Kinh nghiệm và câu trả lời của em bé trên có lẽ giúp chúng ta hiểu rõ được phần nào về cuộc đời của thánh Matthew, vị thánh giáo hội mừng kính hôm nay, trước và sau khi được Đức Giêsu kêu gọi. Như được chính thánh nhân vắn tắt thuật lại như sau: "Đi khỏi đấy, Đức Giêsu thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Chúa bảo ông rằng: hãy theo ta. Ông Matthew liền đứng dậy và đi theo Chúa." Một tiếng gọi và một hành động đáp trả được diễn tả vắn gọn trong những dòng trên đây, có thể nói được chỉ là bề mặt của trận chiến nội tâm diễn ra từ lâu nơi ông Matthew. Một trận chiến dần co để suy tính thiệt hơn, để cân nhắc cái lợi và cái bất lợi, để đắn đo những cái mình phải mất với những cái mình sẽ đạt được khi ông bỏ mọi sự để theo Chúa. Ông phải mất một nghề hái ra bạc, nhưng tìm được một số mệnh và một sứ mệnh thật là thật sự, có giá trị vĩnh viễn. Ông phải mất một gia tài to lớn, nhưng tìm lại được danh dự. Ông phải mất sự bảo đảm xây dựng trên của cải vật chất để đi theo Đức Giêsu trong một cuộc hành trình dẫn đến sự sống mà trước đó ông chưa bao giờ mơ ước. Về phần Đức Giêsu khi chọn lựa và kêu gọi ông Matthew, một người hành nghề thâu thuế, bị các người đồng hương thời đó coi như là người phản quốc, nối giáo cho giặc, bóc lột đồng bào để làm lợi cho dân ngoại xâm, cũng như bị lên án là kẻ tội lỗi, biển thủ, gian lận và bị nhóm biệt phái kết án là kẻ tội lỗi. Đức Giêsu không nhìn những lỗi lầm, những vết nhơ bên ngoài, nhưng Ngài nhìn sâu thẳm tận tâm hồn, nhìn tận bên trong và nhất là Ngài đã lấy ánh sáng của tình yêu thương, lòng nhân hậu, quảng đại và tha thứ của Thiên Chúa để chiếu sáng và chiếu thấu, biến ông Matthew từ một người thâu thuế thành một tông đồ và một thánh sử viết phúc âm. Bài trích sách lẽ sống.